Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review hai cái giống lúa mà mình đang làm hiện nay. Bên phải mình là cái giống lúa OM18, bên trái mình là cái giống lúa VNR20. Do mình mua giống, mình gầy giống cho cái giống VNR20 này. Và thời điểm này là thời điểm hai giống lúa này đều là 96 ngày sau xạ các bạn. Như vậy thì cái giống lúa OM18 thì chúng ta thấy là nó đã coi như chín rồi. Còn cái giống VNR20 thì cũng tạm gọi là chín được 95% đi. Nhưng mà bây giờ nó có cái sự khác biệt là về cái màu lá lúa. Hiện nay chúng ta thấy là cái màu lá của cái VNR20 là nó vẫn còn xanh hơn. Cái này đặc thù của cái giống ha, đặc thù của cái giống. Các bạn thấy là cái hột nó lấy cũng đã tới cậy hết rồi, và cũng đã lấy hột và chín. Còn cái OM18 là nó đã coi như chín. Như vậy cái khác biệt thứ hai nữa đó, thì các bạn thấy cái bông của cái VN20 là bông đùm, nó đùm lắm, nó chắc hạt lắm. Đây nó đóng khít hạt hơn. Mình kéo dài xuống đây các bạn thấy đây, nó đóng khít hạt, dài đùm khít hạt ha. Lúa này là mình cấy ha, mình cấy bằng cái máy cấy văn lan đấy. Đây cái này là VNG20 thì nhìn thì cũng khá mê đấy, nhưng mà nó bị một cái vấn đề, đó là nó lép vàng các bạn, nó lép vàng đây, có nghĩa là đây, cái này nó bị lép vàng nè, nó lấy hột và nó bị úng đây đây, và nó bị vi nấm tấn công lên bông luôn nè. Thì nếu như mà mình canh tác chuyên biệt của cái giống VNG20 này bị lúa lộn nè, thì chúng ta phải canh tác nó có cái kỹ thuật khác hơn, đó là đi phân đậm hơn một chút. Ở đây thì năm nay mình vẫn là chưa có thúc đẩy cái sự khác nhau về kỹ thuật của giống VNR20 và giống OM18. Thành ra là cái VN nó bị lép vàng, nói chung cũng chưa có im, nhưng chưa có im. Thì mùa tới mình tiếp tục mình cải thiện và mình tiếp tục cấy ha. Tại vì mình đã có cái máy cấy rồi. Đây. Đây là giống VNR20 giai đoạn 96 ngày tuổi. Đấy. Đặc điểm của cái giống này là cứng cây, bông đùm. Ở đó các bạn thấy có cái chõm là nó siêu sập đó. Lý do là các bạn biết là cái khuôn đất này là nó nà dữ lắm. Nó bị nước từ hồi đầu vụ tới bây giờ luôn. Thì hiện nay thì hợp tác xã người ta tích cực rút nước để mà cho nông dân thu hoạch. Thành ra là nó mới khô như thế này thôi. Chứ nếu không là nó bị ứ nước xuyên suốt luôn đấy. Ở bên đó là có một số bà con người ta đã thu hoạch rồi đó. Các bạn thấy thu hoạch rồi hết rồi. Còn cái phần diện tích bên đây là của mình. Cái phần diện tích vàng cháy bên kia đó, vàng mà vàng chín luôn đó, thì đó là OM18. OM18 đây. Cái này của mình là OM18 nè. Các bạn thấy